nhớ cái vụ mà thằng Cảnh nó gạt tụi anh 2 chỉ vàng không? Sao? Thì đó là tiền của anh Đức cho anh mượn. Ổng là người ơn. Cho nên nếu bây giờ mà em thương con gái của anh thì giống như em trả ơn cho chồng của em vậy đó. Yên tâm đi, chồng không có cần dặn em đâu ha. Làm dâu mẹ mấy chục năm nay rồi, cho nên á, em biết mẹ là một người mẹ chồng khó tính. Em đã rút ra được một mớ kinh nghiệm rồi đó chồng. Lúc nào em cũng thủ sẵn cái cuốn Đắc Nhân Tâm ngay đầu giường để em biết mình phải làm gì mà mình. Không ngờ con dâu tôi nó lại nghĩ về tôi như vậy. Vậy mà mình định đem thuốc lên để chăm sóc cho nó. Cái gì? Có bầu? Cưới gấp hả? Nghe nhỏ thôi. La lớn người ta tưởng tôi có bầu với ông đó ông nội. Bất ngờ quá. Bà gọi tôi về đây để báo chuyện đó hả? Giúp coi. Thì mà kể cho nghe cái chuyện này nè. Là thật ra trên cái khóa tu của tôi á, là cũng có cái bà cô kia giống bà luôn. Là cũng lỡ luôn. Lỡ có cái chuyện đó luôn. Rồi xong về bây giờ cưới. Cưới về thì không hợp tính mẹ chồng. Thì đó không chịu được mới phải lên trên đó tu tiếp. Mà bây giờ người ta nói sao? Đâu có trách mẹ chồng cổ, mà đi trách cổ đó. Tại vì lỡ có bầu trước khi cưới, thế nên người ta không tôn trọng cổ, hiểu chưa? Ui kỳ vậy. Là tất cả lỗi là đổ lên đầu con dâu hết hả? Nè, cổ là giảng viên đại học, mà lại đẹp ngời ngời nữa. Còn bà thì sao? Nhìn lại mình đi. Nhan sắc thì cũng bình bình, mà học lực thì cũng vừa vừa. Không biết lúc đó về thì bên kia sao nữa. Nè, tôi kêu ra đây là an ủi tôi nha, chứ không phải là sỉ giả tôi nha. Thì tôi an ủi bà đó. Ê, hay là mẹ đơn thân đi. Một mình nuôi con, không cần gia đình chồng. Sao mà được? Trời ơi, mẹ đơn thân bây giờ đang là mốt đó. Không có được. Trời ơi, con tôi là phải có ông nội, bà nội, cũng có ba, có gia đình chồng đàng hoàng chứ. Vậy không nghe lời tôi đúng không? Vậy tôi kể cho bà nghe tiếp. Bây giờ bà về nhà chồng, bây giờ mới cưới chồng mới là một bước thôi. Sau đó bà đẻ con, rồi người ta cướp con của bà. Gia đình lục đục. Lúc đó hả, hàng xóm mọi người dị nghị, nói là bà đã có một đời chồng và đã sinh con một lần. Nói cho cô biết, vợ thì tôi không cưới con này, tôi cưới con khác. Còn mẹ, tôi chỉ có một mẹ mà thôi. Đúng rồi. Không được thay thế được, phải không mẹ? Mẹ yêu con quá, con trai cưng của mẹ, cục vàng của mẹ. Làm việc đi. Ba mẹ ơi, cứu con, anh hai, cứu em, cứu em. Cứu, cứu, đâu, ấy, đâu, đâu. Trộm hả, trộm cướp gì đâu hả? Gì vậy? Không có, không có. Gì vậy? Sao vậy? Ngủ. Ủa, tôi phan cái này lên đầu anh tỉnh quá thiệt. Ủa, cái gì vậy? Dạ. Anh ngủ nằm mơ đó hả? Ngủ mơ gặp ác mộng. Trời ơi trời, thiệt á. Mày là ác mộng đời tao đúng không? Không phải, em nằm mơ gặp ác mộng thiệt đó. Em thấy ba mẹ của anh Tôm, cả gia đình anh Tôm á, khủng bố em. Là khủng bố mày. Mày hiền quá, dễ khủng bố mày. Trời đất ơi, có kìa quán xá khách khứa tùm lum hết trơn. Kêu mày đi ra mày dọn bàn, đụng đâu cái ngủ đó à. Trời ơi, cái nết gì kỳ cục vậy. Làm ơn đi, sửa cái nết lại đi em. Nó chuẩn bị về làm dâu nhà người ta rồi. Giữ cái nết này á, rồi về làm dâu với nhà người ta không vừa lòng,
ta khủng bố em có ngày thiệt luôn á chứ không phải mơ nữa đâu. Dằn mâm sáng chén ai vậy? Có. Nè đây chỗ này nhiều máu nè, dằn lên. Có, lỡ tay. Vừa cái nư mày. Cơi à, sửa cái nết rồi giùm tôi cái. Coi dọn dẹp hàng quán đi, rồi về với ba mẹ. Mấy bữa nữa về làm vợ người ta rồi, muốn chăm sóc gần gũi với ba mẹ cũng không được đâu. Tranh thủ đi còn ngồi đó. Dạ. Nè tụi con, đám cưới của Tôm á, còn mời bao nhiêu bạn vậy? Ghi ra cho mẹ đi, mẹ biết mẹ tính toán mẹ đặt bàn nha. Dạ. Hân cũng vậy luôn con. Thôi con có ba bạn à, ghi cho mẹ. Ba bạn ghi chị. Ba bạn ghi làm gì? Con là độ chừng khoảng mười mấy bàn á nha mẹ. Cái gì vậy mẹ? Mẹ cái tay mẹ nằm trên này là mẹ tức vỗ vô mặt con rồi đó. Đánh là đúng rồi đó. Mời gì mày mời dữ vậy? Đám cưới thằng Tôm chứ phải đám cưới của mày đâu. Đám cưới mày đi rồi mày tự mời. Ủa mẹ ngộ không? Con là chị đó, cũng bộ mặt của con. Rồi hả, mời tới để làm chi biết không? Con phải chuẩn bị khoảng mười mấy bộ đồ. Ví dụ như là lúc mà con nó đi lên lễ nè đúng không? Rồi cái hồi nó cái xuống lễ, cái cắt bánh kem bộ, rót rượu bộ rồi đi. Thôi vậy vậy. Cái gì vậy? Ghi vô. Hả? Rồi ghi nè. Không mấy khỏi mời chị hay đám cưới của con luôn mà. Ừ, vậy đó mày cũng đúng vậy đó. Khỏi nhà mày, khỏi nha nha. Năm đứa thôi. Hả? Trời đất ơi. Từ mười mấy bàn xuống còn có năm đứa. Thôi nói chơi, thôi cho con năm bàn. Vậy đứa nào mà làm giám đốc công ty hết đó nghe chưa? Mẹ yên tâm, bạn con phàn ăn ở không không mà. Cái gì vậy? Bạn công ty. Con sao? Còn con tính sơ sơ là chắc cũng 15 bàn á mà. Cái gì nhiều dữ vậy? Bạn cũng đông mà. Con mời ít lại thôi, hạn chế thôi, để bạn bè của ba mẹ đi. Bạn bè của tụi con đi á, bao thư thì không lét. Mà uống bia thì uống như nước. Cuối cùng á hả, gom bao thư về coi á, không có bao nhiêu vết lỗ đó, hiểu không? Nhưng mà bạn của con phải mời chứ mẹ. Nói rồi. Nói chung là cho con 15 bàn đi, rồi mẹ tự sắp xếp đi. Con thằng Tâm đúng á. Mẹ nói mẹ mời tổng cộng mẹ dự trù 60 bàn. Mà thằng Tâm á, mẹ nghĩ sao mà mẹ cho nó ít. Rồi không lẽ hả con có 5 bàn. Thằng Tâm giả sử mẹ cho nó ít cho nó 5 bàn. Rồi con này ba đứa là coi không tính rồi. Rồi mẹ nghĩ cơ nguyên cả khách khứa toàn là bạn của ba mẹ không? Cái này giống như tiền khắp hôn của ba mẹ thì có. Đánh hoài luôn á. Mày có duyên quá mà Lan. Trời đất ơi, dạ Lan, cái tên nó đẹp như vậy đó. Mở mồm ra là nói không có duyên dùng gì hết trơn. Khắp hôn gì ở đây hả? Chứ sao? Hồi nãy mẹ nói không nghe hả? Bạn bè của tụi con đi uống nước, uống bia như là uống nước đó. Nhậu nhẹ chứ có được lợi ích gì. Để ba mẹ mời khách, để mà bao thư mình thu về nó có lời, hiểu không? Nè, sẵn đó gọi điện cho con Đăng Thanh luôn. Hỏi là bên nhà gái là mời bao nhiêu khách, bạn bè nó bao nhiêu người, để mẹ biết mẹ tính vô luôn. Dạ. Mà càng ít thì càng tốt nghe chưa? Trời, mẹ tính gì kỳ quá vậy? Mẹ tính hay thiệt á. Thôi mẹ mời ba người thôi. Ba cô dâu với lại mẹ cô dâu là được rồi. Ê cái con nhỏ này, mập sọt vô vô duyên nữa nghe. Alo, em hả? Mẹ hỏi á là bên nhà em á mời bao nhiêu người, rồi có gì á em hỏi ba mẹ đi, rồi ba mẹ bao nhiêu người á báo anh tính gì chưa? Em không mời gì hết, em không cưới đâu. Gì cơ? Em đang bị ngán đúng không? Đang bị con nó hành đúng không? Tôm, anh xin lỗi ba mẹ với bà nội giùm em không đám cưới đâu, em không mời gì hết, em không cưới đâu. Tôm, em nói thiệt đó, anh xin lỗi ba mẹ với bà nội giùm em không cưới đâu. Gì cơ? Nói sao? Mà bao nhiêu khách? Nói chung là chưa biết, đang hỏi ý kiến ba mẹ, có gì trả lời sau. Mà con cứ nói với nó đó, là mời ít thôi, bởi vì nhà gái á, người ta đi bao thư xong á, bên nhà gái lời rồi sao, thấy không? Mình dù mình để hai cái thùng, nhưng mà lỡ nhà gái đi đông á, là nhà gái lấy hết, để cho khách mình thôi. Thấy không? Vậy đi con. Gì vậy mẹ? Mẹ không nghe nội nói hả? Có gì á nội sẽ bù lỗ thêm. Mẹ cứ khéo lo. Cái thằng này, tiền của bà nội á thì mấy mốt cũng là tiền của gia đình mình. Chưa có cưới nhau á mà để nó làm quyền đè đầu cởi cổ con đi hen. Bội à, thằng đánh nó dễ sợ luôn vậy đó. Đánh đi mẹ, đánh đi. Thôi, ấy da, cái gì vậy? Cơ hội dễ sợ luôn à. Thank you.
là một ngày đẹp trời ánh mang, mang về đây là bao tia nắng. Đẹp dịu dàng và thật lung linh, xinh thật xinh là em. Và một người ngập tràn yêu thương bên cạnh anh từ khi thơ bé. Người từng ngày tạo tần chăm lo, xin gọi tên mẹ anh. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến từ nay bắt đầu. Mẹ chồng nàng dâu, làm sao cả hai thương lấy nhau. Vợ mình thương, mẹ thì sao dám làm đau. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến không bao giờ ngừng đâu. Giờ mình theo ai, thân trai 12 bên nước, yeah. Giờ mình theo ai, vì ai mình cũng thương. Phải làm sao đây, nụ hôn đắm say hay lời ru, yeah. Chọn một trong hai, chọn một trong hai.